Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì ngày hôm nay nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà ở quận Bình Thạnh nằm gần ngã tư Hàng Xanh cũng như là gần đại học Hữu Tích nhé, đại học Công nghệ Sài Gòn đó. Đây là cái địa chỉ nhà chúng ta ha các anh chị. Nhà chúng ta nằm trong con hẻm là 356/20A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường 25 quận Bình Thạnh. Đấy ha. Có hẻm trước nhà này cũng tầm hơn 2 mét ha, và nó là hẻm thông các anh chị. Đây cho đi ra cho các anh chị xem ha. Từ vị trí này chúng ta ra Hàng Xanh tầm khoảng hơn 200 mét chút xíu các anh chị, và đến đường Đại học Công nghệ Sài Gòn cũng tầm khoảng 300 mét ha. Đó, ngay phía ngoài kia là mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nha. Đó, anh chị thấy ngoài xe chạy ngoài kia không? Chính là mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nha. Từ ngoài mặt tiền đi vô đây cũng rất là gần ha, có vài căn thôi. Đó, trong này ha. Thì căn nhà chúng ta nằm đúng là sau cái căn này thôi, sau căn này ha. Và con hẻm này cũng là hẻm thông nha. Hẻm này chúng ta thông ra đến hẻm 304 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngay ngã ba giữa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với đường Bạch Đằng đó các anh chị. Từ đây chúng ta ra Hàng Xanh rất là gần ha. Đây ha. Xem lại căn nhà chúng ta nè. Rồi. Đây bên trong nhà ha. Thì căn nhà chúng ta có diện tích bề ngang là khoảng 3m8, chiều dài vô là 5m3 nha. Kết cấu là một trệt một lửng hai lầu đúc thạch bê tông cốt thép. Đó, nhà chúng ta có thể làm đến 2 đến 3 phòng ngủ nha. Thì căn nhà này có hướng là đông nam. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng nhá. Sổ hồng riêng, và chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên và hỗ trợ vay ngân hàng cho những anh chị có nhu cầu ha. Và giá bán cho căn nhà ở quận Bình Thạnh gần ngã tư Hàng Xanh thì chủ nhà đang kêu bán là 3.550.000.000 và còn thương lượng nhé. Mà từ vị trí này chúng ta đến bến xe miền Đông á, tầm khoảng 3 phút đi xe, 2 đến 3 phút đi xe thôi. Đó, tuyệt vời ha. Đây là khu vực bếp này. Thì căn nhà này nó phù hợp cho những anh chị nào mà muốn mua nhà gần trung tâm quận Bình Thạnh, thuận tiện đi về quận nhất. Và đặc biệt là anh chị nào có con đang đi học trường đại học Hữu Tích nhé, thì căn nhà này nó quá phù hợp luôn. Mình chỉ cần đi bộ thôi các anh chị là đến trường rồi. Đây ha. Đây là tầng lưng này các anh chị. Đây là dưới trệt ha. Giờ chúng ta cùng lên lầu tham quan. Thì anh chị đang xem video này có thể bấm like và bấm chia sẻ video cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng xem luôn nha. Và anh chị hãy bấm nút đăng ký để tiếp tục theo dõi nhiều video hơn nha. Trong thời gian sắp tới, Sơn sẽ thường xuyên đăng video review nhà bán chính chủ với nhiều mức giá khác nhau, sẽ giúp các anh chị có thêm nhiều sự lựa chọn ha. Rồi, đây là tầng lừng đây các anh chị. Tầng lừng của căn nhà đây. Cũng là dạng đúc bê tông cốt thép ha. Ra đây là dưới nhìn xuống dưới trệt này. Đây ha. Thì tầng lừng này chúng ta có một phòng vệ sinh này. Đây ha. Ok. Tuyệt vời ha. Rồi. Tiếp theo mình lên lầu tham quan các anh chị. Vị trí này nó nằm rất gần với ngã tư Hàng Xanh cũng như là gần trường đại học Hữu Tích. Chúng ta ra đó khoảng 200-300 mét thôi, rất là gần. Ngoài ra chúng ta đến bến xe miền Đông tầm khoảng 2 đến 3 phút đi xe thôi ha. 2 đến 3 phút đi xe máy. Rồi, đây trên lầu 1 đây các anh chị. Trên lầu 1 này có một phòng ngủ rất rộng này. Phía ngoài chúng ta có ban công ha. Ban công nước nhà này. Ra xem có cái gì này. Đây ha. Nhà chúng ta có cái manh ngói đẹp chưa các anh chị. Đấy, chúng ta ra kia là hẻm lớn ha. Hẻm trước nhà chúng ta khoảng 2 mét. Đây ha. Hướng này chúng ta ra Hàng Xanh này.
rất gần ha. Rồi. Ok ha. À, phòng ngủ chúng ta có ơi. Cái khúc này mình làm tình dùng làm cái tủ, cái kho để đồ ha. Rất là tiện lợi. Đó. Đó, tiếp theo chúng ta cùng lên lầu 2 các anh chị. Đó, nhà chúng ta là trệt lượng 2 lầu đúc bê tông cốt thép nhé. Thiết kiên cố và chắc chắn. À, giá bán cho căn này thì chủ nhà đang kêu bán là 3 tỷ 550 triệu nhé. 3 tỷ 550 triệu. Và giá còn thương lượng ha. Rồi đây là trên lầu 2 này. Lầu 2 này trước là làm sân thượng nhưng bây giờ cải tạo lại. Đây ha. Đấy. Được ha. Đó, ok ha. Tuyệt vời chưa? Rồi. Đây ha. Ở đây chúng ta có mấy cái cửa. Nó lùa ra này, nhiên khóa này. Ở đây này. Đó, mở lùa ra được ha. Trên này view rất đẹp này. Nhà chúng ta có hướng đông nam nhá, cũng khá là mát. Rồi bây giờ đi xuống ha, đi xuống là Sơn review qua cái sổ hồng để các anh chị chúng ta cùng xem ha. Và nếu anh chị nào thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình và gia đình thì liên hệ ngay với Sơn để đến xem nhà và làm việc trực tiếp với chủ nhà nha. Số điện thoại của Sơn là 0915 987 168. Đó, anh chị có câu hỏi gì về căn nhà này thì vui lòng để dưới phần bình luận nhé, rồi Sơn trả lời cho các anh chị. Đó, đây là lầu 1 này ha. Đấy, lồng lại cao ráo. À, đây các anh chị, đây là tầng lực này ha. Tầng lực căn nhà này có phòng vệ sinh trong phòng này. Đấy. Còn dưới này là tầng trệt ha. Đó, tầng trệt chúng ta đây cùng rộng rãi thoải mái ha. Đó. Khu vực bếp này, đó, khu vực vệ sinh này ha. Đó, được ha. Rồi mình ra xem là con hẻm chút xíu nữa các anh chị, rồi quay cái sổ luôn. Đây ha, hẻm cách nhà đây các anh chị. À, rộng rãi thoải mái ha. Đó, ngay ngoài kia. À, hướng này chúng ta ra ngay số bếp người tình cũng được này. À, hướng này chúng ta cũng ra được luôn ha. Ra ngay hẻm 304 á. Ngay chỗ ngã ba số bếp người tình với là đường Bạch Đằng á. Là chúng ta đi khoảng vài chục mét nữa là đến ngã tư Hàng Sơn. Rồi, bây giờ Sơn lấy cái sổ hồng cho các anh chị coi ha. Anh chị cùng xem sổ hồng nào. Rồi. Đâu rồi? Đâu hình hiện tại sổ hồng này. Cái gì đợi chút xíu ha chị, nhưng mạng nó bị vấn đề rồi. À, hiện tại là sổ hồng rồi. Chưa xem được anh chị, thôi có để lần sau anh chị ha. Để hiện tại mạng nó có vấn đề rồi nên chưa xem được. À rồi, ok các anh chị ha. Thì anh chị nào quan tâm căn nhà này thì liên hệ với Sơn rồi Sơn gửi sổ hồng cho các anh chị cùng xem nhá. Hiện tại trên mạng nó không lấy được sổ hồng. Rồi Sơn nhắc lại ha, giá bán cho căn nhà ngay biệt thự này gần ngã tư Hàng Sơn. Chủ nhà đang kêu bán là 3 tỷ 550 triệu nhá. À, giá còn thương lượng. Rồi anh chị quan tâm thì gọi ngay cho Sơn nhá. Số điện thoại là 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. À, hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Bye bye.